Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tentacles. Dòng máu đặc cảnh là phim Hàn hiếm hoi ra mắt khán giả vào thời điểm này. Phim nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thể loại hình sự, hành động kết hợp với sự tham gia diễn xuất của hai cái tên đình đám như Choi Yin Wong, nam diễn viên chuyên trị vai cảnh sát, và Choi Woo Sik, ngôi sao của Our Beloved Summer. Liệu phim có đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ? Hãy cùng Tentacles đi tìm câu trả lời ở những phút giây tới đây nhé. Sẵn sàng chưa? Hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Nội dung chính của phim: phá án là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cảnh sát. Thế nhưng để thực hiện được nhiệm vụ, họ cần phải có mệnh lệnh từ cấp trên và kinh phí cho hoạt động. Tất nhiên, khoản kinh phí đó chỉ đủ cho việc ăn uống, di chuyển và mua sắm một ít vật dụng cần thiết. Vậy làm thế nào để mà thanh tra Park Kang Jun với đồng lương ít ỏi lại chơi được hẳn quả siêu xe ở nhà siêu xịn, quần áo toàn hàng hiệu? Có mùi tham nhũng ở đây chăng? Và thế là nam cảnh sát trẻ Choi Min Jae được giao nhiệm vụ làm spider vào team của thanh tra Park, lén điều tra xem nguồn tiền mà thanh tra Park nhận được đến từ đâu. Trong suốt quá trình làm phụ tá, Min Jae dần nhận ra được nhiều điểm tích cực từ vị cảnh sát láo luyện này. Nhưng đó cũng là lúc anh rơi vào cuộc chiến tâm lý với nhiều nguồn suy nghĩ rằng sẽ: liệu Park Kang Jun có thực sự tốt đẹp, hay đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà anh ta dựng nên? Làm cảnh sát cần liêm khiết hay cần bất chấp tất cả để bắt tội phạm? Với tư duy non trẻ của một tân binh mới vào nghề, mọi thứ không hề đơn giản với Min Jae. Điều tra một vị cấp trên có tiếng đã đau đầu lắm rồi, nay còn phải gánh thêm một nhiệm vụ triệt phá băng đảng tội phạm nguy hiểm. Thế nhưng đây mới là cơ hội để Min Jae bộc lộ, phát huy hết được dòng máu cảnh sát đặc cảnh đã được truyền đến đời thứ ba. Kịch bản: nghe đến đoạn cuộc chiến tâm lý, hẳn nhiều bạn cũng đã đoán được đây không phải là một bộ phim thuần hành động. Nếu bạn mong chờ những cảnh đua xe, bắn súng, đánh nhau nghẹt thở thì bạn có thể về nhà chọn một phim khác. Còn nếu bạn mong chờ những tình tiết hạch não, diễn biến phức tạp, cú plot twist đầy bất ngờ thì bạn cũng nên cân nhắc trước khi ra rạp, bởi dòng máu đặc cảnh chưa thể làm tốt được khoản đó. Ở hồi đầu, rất nhanh chóng, phim đưa người xem thẳng vào vấn đề, thành công tạo cảm giác hồi hộp, suy đoán. Giống như Min Jae, ta cũng tò mò nhân vật Park thực sự là người như thế nào, làm sao để lấy được các thông tin mà không bị thanh tra Park phát hiện. Tuy nhiên, mọi thứ hình như quá suôn sẻ với Min Jae khi anh 5 lần 7 lượt qua mặt được sếp. Một thanh tra xuất chúng như Park Kang Jun lại không hề có chút nghi ngờ hay phòng bị gì ư? Chưa kể, khi phim bắt đầu đi sâu vào khai thác tuyến phản diện, băng đảng tội phạm và các tổ chức bí ẩn đứng đằng sau, người xem lúc đó kiểu hơi chết tịch. Không phải căm ghét nhân vật phản diện, mà vì không nhớ nổi cái tên nhân vật. Mọi thứ đang dễ nắm bắt thì tự nhiên lại lòi ra một đống cái tên mới mà mặt mũi thì chẳng thấy đâu, khiến cho mạch phim lẫn tình tiết trở nên rối rắm, khó hiểu. Lại nói đến phản diện, điều mong chờ nhất ở một bộ phim hành động, hình sự chắc chắn phải là trùng cuối tầm cỡ, nguy hiểm. Thế nhưng, song máu đặc cảnh lại mang đến cho chúng ta một phản diện siêu nhạt nhòa. Hành vi, cách thức phạm tội cũng chẳng có gì ấn tượng, thậm chí có phần ngô nghê. Mà chắc sao được, ngay cả nhân vật chính cũng chẳng có chút đầu tư nào về diễn biến tâm lý, chưa hề có chuyển biến gì đặc biệt. Dù phim mang mác là phim tâm lý, cú twist thì không hề đủ bất ngờ, mà nó theo kiểu đấy, phim của tôi có twist nha. Và khán giả tạm gật đầu. Thôi thì ghi nhận nỗ lực của biên kịch, đi xa hơn nữa, cái kết của phim cũng khá hụt hẫng. Đang mong chờ diễn biến tập tiếp theo thì tự nhiên cái credit chạy, đèn sáng, hết phim. Bạn ra giả với câu hỏi, mình vừa xem cái gì nhỉ? À, có Park Kang Jun và Min Jae. Còn gì nữa thì tự nhiên quên sạch. Diễn xuất của Choi Yin Wong và Choi Woo Sik có lẽ là điểm sáng hiếm hoi của phim. Từng đảm nhận vai cảnh sát trong A Hard Day, Signal, vai diễn thanh tra của Park Kang Jun lạnh lùng, quyết đoán lần này không thể làm khó được anh. Giá mà nhân vật này được đầu tư thêm chút nữa thì Choi Yin Wong sẽ còn tỏa sáng hơn. Với Choi Woo Sik, ngôi sao trẻ diễn tròn vai, thể hiện được nét ngây thơ, hồn nhiên, nhiệt tình của lính mới, nhưng lúc cần thì cũng cực kỳ rắc rảo và nguy hiểm. Điều mình cảm thấy hơi tiếc ở nhân vật Choi Woo Sik là theo lời kể, Choi Jae-min thích judo, thế nhưng thực tế các ảnh đấu vật của Min Jae không nhiều, đã thế còn cửa dưới so với đối thủ. Hình ảnh, âm thanh: nhìn chung các cảnh hành động trong dòng máu đặc cảnh khá ổn, và sẽ ổn hơn nếu được khai thác nhiều thêm. Màu phim tối, phù hợp với chủ đề phim, nhưng đi kèm với tình tiết lê thê dài dòng rất dễ gây buồn ngủ. Phần nhạc phim cũng không thực sự để lại ấn tượng. Tự chung lại, nếu bạn là fan của Choi Woo Sik, muốn đổi gió sau khi xem phim Our Beloved Summer thì có thể cân nhắc ra rạp. Còn nếu bạn là fan cứng của dòng phim hành động, cảnh sát thì nên cân nhắc chọn một phim khác nhé. Và đó cũng là review của chúng mình về phim Dòng Máu Đặc Cảnh. Không biết các bạn đã thưởng thức tác phẩm này chưa nhỉ? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ kênh Tentacles. Bye bye!